Học tập dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn để tìm ra những giải pháp tối ưu cho việc phát triển kinh doanh online. Truy cập ngay atpacademy.vn. atpacademy.vn, nâng tầm tri thức. Những chuyện ít biết về ông Nguyễn Mạnh Hùng ở Viettel. Ông Nguyễn Mạnh Hùng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn công nghiệp viễn thông Viettel, người vừa mới được Thủ tướng quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước đó, lãnh đạo này vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. Anh chuyên viên kỹ thuật lạ. Năm 2000, một gia đình ở Hà Nội tiếp chuyên viên kỹ thuật của một công ty viễn thông vẫn hay bị nhầm là bưu điện, đến nhà sửa chữa trục trặc liên quan đến dịch vụ 178, gọi là VoIP, dịch vụ viễn thông đầu tiên của Viettel. Chủ nhà khá ngạc nhiên vì cán bộ kỹ thuật này tạo cảm giác rất đặc biệt. Đến khi ra về, chủ nhà mới té ngửa khi biết đó là phó tổng giám đốc của công ty cung cấp dịch vụ 178, ông Nguyễn Mạnh Hùng, chứ không phải là chuyên viên kỹ thuật thông thường. Vào những năm 2000, viễn thông là ngành độc quyền tuyệt đối ở Việt Nam, chỉ có VNPT cung cấp. Nếu dịch vụ trục trặc, khách hàng phải gọi mỏi mồm thì nhân viên bưu điện mới tà tà đến. Chuyện một lãnh đạo với chức danh trên cap là phó tổng giám đốc, đích thân đến sửa chữa, hỏi thăm, xin ý kiến, xem dịch vụ có cần thay đổi để tốt lên, giống như là chuyện cổ tích. Vào thời điểm đó, Viettel thử nghiệm cung cấp dịch vụ 178 và cũng là công ty đầu tiên ngoài VNPT được làm viễn thông nên gặp rất nhiều vấn đề về cả kỹ thuật cũng như phi kỹ thuật. Và ông Hùng là người khởi phát ý tưởng cho dịch vụ này, đồng thời phụ trách kỹ thuật của Viettel, cùng với anh em kỹ thuật đến tận nhà từng khách hàng để xử lý triệt để các trục trặc phát sinh, giúp dịch vụ thông suốt. Sau này, khi làm dịch vụ thông tin di động, ông Hùng vẫn giữ phong cách đó, luôn làm đến tận cùng và ở đầu tuyến. Thằng đó chắc vừa nói chuyện với anh Hùng. Ở Viettel, chuyện lãnh đạo, nhân viên làm việc không kể ngày đêm với những mục tiêu cũng thuộc dạng điên cuồng là điều không hiếm. Tuy nhiên, nhân viên ở đó thường nói đùa với nhau một câu khi thấy ai đó hơi có kiểu hồng vệ binh về một mục tiêu nào đó và đam mê theo kiểu không gì cản được là thằng đó chắc vừa nói chuyện với anh Hùng. Thực tế tại Viettel, ông Hùng là một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho nhiều người và những mục tiêu tưởng chừng như không tưởng mà tập đoàn này đã đặt ra. Những gì đã đạt được cũng có công không nhỏ từ sự thúc đẩy của người đứng đầu. Nhiều nhân viên sau các cuộc nói chuyện với ông Hùng, cả cá nhân hay trong các buổi họp hội nghị, cảm thấy bừng bừng khí thế, lao vào làm việc để đạt được bằng mục tiêu đúng kiểu hồng vệ binh. Thế nhưng, không phải ai làm việc máu lửa Viettel cũng do ông Hùng nói chuyện. Tinh thần làm việc quên mình và khát vọng vươn tới những điều tưởng như không thể là điều được chia sẻ chung trong ban lãnh đạo của Viettel. Và nhờ đó, thấm đến rất nhiều thành viên khác trong tập đoàn. Câu nói đùa, thằng đó chắc vừa nói chuyện với anh Hùng, chỉ là phản ánh một giá trị chung đã được thấm nhuần với người của Viettel mà ông Nguyễn Mạnh Hùng là người đại diện. Cũng chính vì thế, ông Hùng cũng là đối tượng để mọi người nói vui. Anh Hùng đánh bả thằng này rồi. Khi thấy một thành viên Viettel nào đó hăng hái xung phong nhận một việc siêu khó với thời hạn mà những người khác đều chán. Chuyện sáng tạo của cô ta vụ, anh đầu bếp, lái xe. Ở Viettel không ai là số 0 là một phát biểu nổi tiếng của ông Hùng tại tập đoàn này. Mà cô tạp vụ, anh đầu bếp hay lái xe đều được tạo ra không gian để sáng tạo và làm việc của mình theo một cách khác. Đó cũng là lý do mà nhân viên văn phòng trên tập đoàn này được học tập rất nhiều kiến thức về pha trà, làm các món ăn cùng nhiều kỹ năng khác để làm việc của mình theo cách riêng. Thậm chí, anh đầu bếp hay các lái xe của tập đoàn cũng được trao các cơ hội để làm công việc hay sắp xếp công việc của mình theo một cách mới để có thể đạt kết quả tốt hơn trước. Và có lẽ, rất ít công ty ở Việt Nam vinh danh một người đầu bếp trong 10 nhân vật xuất sắc nhất toàn cầu của tập đoàn như Viettel năm 2016. Giữa những điển hình xuất sắc của việc đưa một công ty nước ngoài lên vị trí số 1 chỉ sau 6 tháng, sản xuất thành công vũ khí công nghệ cao, sáng kiến đem lại lợi ích cả ngàn tỷ đồng, thì có một anh đầu bếp. Đó có một phần không nhỏ từ triết lý không ai là số 0, sáng tạo và giá trị có thể đến từ bất kỳ ai mà ông Hùng chia sẻ. Người đồng nghiệp duyên nợ. Trong ban tổng giám đốc Viettel, ông Hùng và ông Lê Đăng Dũng, bí thư đảng ủy phó tổng giám đốc, là hai người thuộc thế hệ F1, có mặt và xây dựng tập đoàn từ thuở chưa cung cấp các dịch vụ viễn thông. Ông Lê Đăng Dũng và ông Hùng là hai nhân vật chủ chốt trong việc xây dựng tuyến cáp quang 1A của Bộ Tư lệnh Thông tin. Lúc đó, Bộ Tư lệnh Thông tin đề xuất xin chính phủ được sử dụng hai sợi cáp thừa trên trục cáp quang 500 kV, một của VNPT, một của EVN,
để xây dựng mạng thông tin quân sự. Với một mạng cáp quang thông thường chỉ gồm có 4 sợi, 2 thu, 2 phát thì Viettel thực hiện thành công tuyến cáp quang lịch sử quân đội chỉ với 2 sợi cáp. Đây là tuyến cáp dài tới 2.000 km mà chỉ có 2 sợi, dùng công nghệ thu phát trên cùng một sợi quang và chỉ có người Việt Nam thực hiện. Các tuyến cáp quang trước đó đều cần sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài. Công nghệ thu phát trên cùng một sợi quang lúc đó mới áp dụng tại Anh và với tuyến chỉ dài 200 km. Trong lần thực hiện dự án lịch sử đó, ông Hùng dẫn đầu một đoàn khảo sát và ông Lê Đăng Dũng dẫn đầu một đoàn khảo sát. Dự án này cũng tập hợp những chuyên gia về kỹ thuật giỏi nhất của Viettel lúc đó và sau này đều trở thành những lãnh đạo chủ chốt như ông Tống Viết Trung, nguyên phó tổng giám đốc của Viettel, hiện là phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, Bộ Quốc phòng. Ông Lê Hữu Hiền, hiện là phó tổng giám đốc công ty công trình Viettel. Ông Nguyễn Thanh Nam, hiện là tổng giám đốc Viettel Myanmar. Sau này, ông Hùng lên làm tổng giám đốc tập đoàn Viettel. Ông Lê Đăng Dũng giữ vị trí bí thư đảng ủy, phó tổng giám đốc và được coi là nhân vật số 2 của Viettel. Giờ đây, khi ông Hùng được giao vị trí mới, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Dũng vẫn ở lại Viettel. Theo Hoàng Ly, trí thức trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đừng quên bấm đăng ký để nhận thông báo và đón xem những video thú vị tiếp theo nhé! Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.